Một cái thông tin rất là vui luôn từ chú Ngọc nha anh chị. Thì Minh Nguyễn thân chào tất cả anh chị và các bạn nha. Tiếp tục quay trở lại cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất liên quan về cái sự việc của em Vũ đòi nhà nha mọi người. Thì sau đây Minh có cuộc hội thoại với chú Ngọc để hỏi thăm cái tình hình mới nhất như thế nào nha mọi người. Hôm nay là chiều ngày 1 tháng 4. Dạ thì Minh cũng mời mọi người lắng nghe hết toàn bộ những cái nội dung trong ngày hôm nay mà chú Ngọc chia sẻ nha mọi người. À, cháu ơi, cái vừa rồi thì nó vào mấy ngày thứ bảy chủ nhật thì cơ quan nhà nước nghỉ thì mình tạm cũng phải nghỉ theo. Thế nhưng mà hôm nay đầu tuần thì sáng nay luật sư đi tất cả đi thì buổi thường thường buổi chiều tối luật sư mới gọi điện để bàn bạc lại cái nào hôm nay mình làm được rồi và cái nào chưa làm, ngày mai làm những gì thì chiều tối hôm nay mới biết được kết quả. Thế hôm nay đầu tuần thì chú thì mới hôm qua thì chú cũng vừa đi về Bến Tre lên cho nên là sức khỏe chú cũng bị yếu, chú đi viện, chú nằm viện khám ở bệnh viện từ sáng ra này mới về. Vậy là Bến Tre. chú đi về Bến Tre là để làm cái vụ của em Vũ á chú. Đúng rồi cháu, bởi vì chú về Bến Tre là còn cùng để mà chủ yếu là về Bến Tre đó, mẹ cháu chết nhưng mà chưa có làm được cái chứng tử á. Khi về đó nhờ dưới địa phương đó người ta xác thực cho mình cái giấy để mình lên trên này mình làm chứng tử cho mẹ cháu ở trên địa phương này. Còn chú cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Tại vì cộng đồng mạng người ta cũng hỏi thăm chú á để biết cái tình hình như thế nào. Chú thì hai cho con thì cháu em ấy thì cũng bị bệnh, em thì nó cứ bị rát cổ mới nó đau đầu, còn chú thì do là chú mất ngủ nhiều, chú ít ngủ, thời gian bây giờ ít ngủ nên chú bị đau đầu mà cứ đứng lên ngồi xuống nó hoa mắt chóng mặt đó. Chú đi khám sáng nay, đi khám lấy thuốc uống, khám buổi sáng buổi chiều đợi, bởi vì khám theo bảo hiểm nên buổi chiều mới lấy được thuốc, mới lấy được kết quả, mới lấy thuốc uống được. Để sáng nay thì nói chung là bác sĩ chỉ nói là do mình thức đêm mà mình lo nghĩ nhiều là nó bị rối loạn tiền đình, suy nghĩ nhiều quá mình bị rối loạn tiền đình thôi chứ không có gì, bây giờ cũng mua thuốc uống thôi không có sao cả. Rồi bên 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 những người mà bên cái căn nhà đó bây giờ là có cái thông tin gì không chú về căn nhà đó đó. Căn nhà đó là đã bán hay là như thế nào chú? Bây giờ này này, có những cái mà luật là mình làm mình nhờ pháp luật rồi, có những cái thì có nghĩa là mình chưa có kết quả chắc chắn thì mình cũng chưa thể, mình không nên có nghĩa là nói trên cho cộng đồng mạng biết được. Tất nhiên là cộng đồng mạng rất muốn là mình phải về lấy được căn nhà ấy ngay, mình làm ngay, nhưng mà bây giờ mình nhờ pháp luật rồi thì cái gì người ta cũng phải đi từ từ, mà làm nhà nước nhà mình cháu cũng phải biết đấy, vì nó phải đi từ từ chứ không có thể là mình nói một cái là mình làm được ngay. Còn chú thì cũng không thể, những cái mà chú làm việc thì chú không có thể là cái gì chú cũng đưa lên được, bởi vì có những cái chú phải giữ lại, bởi vì nó có nhiều cái trái chiều lắm, thế nên là mình không thể cái gì mình cũng phải có nghĩa là thông báo hết lên thì nó rất là phức tạp cho mình, mất cái lợi thế của mình làm, bởi vì là bên kia người ta thấy là mình đang như thế này, đang như thế này thì là người ta sẽ có một cái để mà người ta chống đỡ, nên là mình cũng không nên là đưa hết lên. Đúng rồi chú. Nói chung ra những cái gì cần thiết thì mình chia sẻ với lại khán giả cũng có góp ý là những cái giấy tờ là chú phải sao lại cho nó thật là kỹ cũng giữ lại đó thì mọi người cũng rất là trông cậy vào chú thì chú cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thì chú đỡ chưa, đỡ mệt chưa? Chú thì đi khám về lấy thuốc uống thôi thì chú vẫn bị nói chung là đau đầu. Đau đầu do mình suy nghĩ nhiều, mình mất ngủ thì nó vậy thôi. Chứ còn về giấy tờ thì cũng yên tâm, cũng nhiều người cũng nói đến chú về cái giấy tờ hồ sơ gốc. Mà chú nói là này, khi mà chú lấy giấy tờ về thì chỉ có chú chỉ cất ở nhà, cất nhà không bao giờ chú mang theo trên người. Cái thứ nhất, thứ hai là chú photo. Vừa rồi là photo gần 10 bộ. Có nghĩa là bản sao công chứng mấy bộ và một số không bản sao công chứng. Không bản sao công chứng có nghĩa là mình chỉ photo thôi thì mình đi lên phường, lên quận. Thế còn đi ra đúng theo đường pháp luật thì mình phải có công chứng thì mình đi để nó hạn chế cái chi phí cho mình.
Thế là còn đâu tất cả những tờ gốc là chú phải cất chứ, làm sao chú mang theo được. Nhưng cộng đồng mạng chú lên nhiều cái bình luận thì chúng thấy người ta cũng lo sợ, nhưng mà yên tâm, chú biết mà, cái gì mình làm thì mình sẽ làm, mà cái gì không làm mình không làm, chú hiểu mà. Rồi Ừ, cháu mấy chú mấy mấy mang mấy gì của Vũ ở dưới quê khỏe hết chú? à, dưới, mấy gì dưới đó khỏe, nhưng mà ở dưới quê thì cháu phải biết rồi đấy. Nói chung là khỏe đều là và sức khỏe thôi, còn kinh tế thì không không như, như mình ở trên thành phố được. Nói chung là làm cũng từng bước hả chú. Nói chung là cộng đồng thì người ta cũng rất là sốt ruột. Có cô bác thì góp ý là cứ đến thẳng ngôi nhà đó rồi vào luôn ngôi nhà đó. Nhưng mà giờ thì chú cũng đang về quê để làm những cái giấy tờ có liên quan. Nói chung cũng phải mất một khoảng thời gian hả chú ha. Ừ. Thì cháu thấy đi mình cũng vừa rồi mà mới các anh em YouTube mới về, mà chú nhà anh em về mà để mà đưa chính quyền vào cuộc thì mới hôm thứ ba tuần vừa trước, thì hôm nay mới chưa được tuần. Thế mà thứ ba thì khi mà công an vào cuộc rồi thì thứ ba thứ tư thứ năm thì thứ bảy chủ nhật thì lại nghỉ rồi, cho nên cái thời gian nó không bao nhiêu, cho nên mới được tuần thôi, thì cứ từ từ, mình không thể nóng được cháu ạ. Nói chung chuyện đâu còn có đó, nói chung mình cứ thượng tôn pháp luật thôi, cứ đúng theo cái quy trình. Con cũng cảm ơn chú nha, chú nhớ giữ gìn sức khỏe. Em Vũ bớt ho chưa? Bữa thấy nó ho quá chú. Em nó vẫn bị ho rát cổ đó, hôm nay nó vẫn bị ho rát cổ, đi ngoài nắng nhiều, nó đi ngoài nắng nhiều. Em yếu, em sức khỏe em yếu lắm, em không được khỏe như người ta. Rồi À, giờ chú em Vũ cảm là ơn cháu nhé. em Vũ giờ là có đi làm chưa hay là ở nhà chưa? Ông à, em Vũ thì hiện bây giờ là chưa có đi làm được cháu à, bởi vì làm mấy cái giấy tờ mà làm chứng tử cho ta cha, mấy chứng tử cho mẹ, tất cả những cái giấy tờ liên quan là em Vũ phải có chứ, mặt để em Vũ ký. Thứ nhất là vậy, cái thứ hai nữa là hiện bây giờ mình thuê luật sư rồi, luật sư cũng cần như anh em Vũ phải cung cấp và ký những cái đơn để mà mang đi đưa đi, cho nên là chú chưa cho em Vũ đi làm. Rồi cái cuối cùng nữa là này này, vừa rồi cộng đồng mạng mình lên như vậy, cái tất cả người ta gọi điện đến để mà làm cho cái tinh thần em nó cũng không được ổn định, gọi điện đến nhiều quá, quá nhiều đi, cho nên là em cũng hơi hoảng loạn, cho nên là tạm thời là chú cho em ở nhà đã, rồi bây giờ cũng không cho dùng điện thoại nữa. Bây giờ hai điện thoại là chú giữ hết, cầm hết rồi, là chú khách gọi đến là chú nghe thôi, để cho em ổn định tinh thần đi đã, cho em nghỉ ngơi ổn định tinh thần thì chú sẽ xin việc cho em. Bữa trước em đi làm công ty, giờ công ty cũng đang nói ổn định chưa đi làm, nhưng mà chú thấy chưa được, bởi vì lúc này đang ồn ào, chú cho em đi làm cũng hơi nguy hiểm. Thôi thì chú cứ giúp đỡ em Vũ tạm thời ở nhà đi, chứ giờ nếu mà đi ra đường cũng không tốt rồi chú ơi. Thấy vậy chứ không tốt đâu. Chứ Đường thì em mà đi ra đường ấy thì lúc nào cũng có, một là đi cùng với chú, hai là đi với con nuôi của chú là thằng bạn của nó đó, thì là anh em đi với nhau, chứ cũng chú không cho em đi ra đường một mình đâu. À, đi đâu có người đi cùng chứ không, cháu cứ yên tâm. Tại giờ lên mạng xã hội rần rần rồi ai cũng biết hết. Mấy người thương không nói gì, gặp mấy người xấu nó không có an toàn. Thôi con À, cũng cảm ơn cháu chú ơi, chú Ngọc có nha. cuộc điện thoại gọi lại nhé, lúc chú gọi cháu sau nhé. Cảm ơn chú nhiều nha. Thì thông tin của chú Ngọc vừa rồi thì cũng giúp cho tất cả anh chị cũng phần nào yên tâm hơn. Thì trong thời gian sắp tới chắc chắn rằng chú Ngọc cùng với luật sư đó thì sẽ làm các bước tiếp theo nha mọi người. Nói chung ra thì cái câu chuyện này cũng phải cần có một thời gian nha mọi người. Đó thì có những cái thông tin gì mới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Anh chị nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại ạ.